Tuy đang ở trên chuyến tàu để đi đến thủ đô của Hà Lan là Amsterdam trong tuần lễ phục sinh này. Tuy và những học sinh khác sẽ được nghỉ trong vòng một tuần, và Tuy đã dành ra khoảng một nửa thời gian đó để mà đi khám phá nước Hà Lan. Chuyến đi này sẽ kéo dài khoảng 4 ngày 3 đêm và sẽ có rất là nhiều hoạt động thú vị. Vậy như vậy. Bây giờ thì đi thôi, let's go. Hiện tại thì Tuy vừa mới xuống tàu ở Amsterdam và như mọi người có thể thấy thì đối diện cái trạm tàu điện này là biển luôn, cho nên là bây giờ Tuy mới mua một cái hộp ăn trưa để đi ăn. Hiện tại thì tụi mình vừa mới ăn xong và bây giờ chuẩn bị về khách sạn, đang đi taxi về. Thì hồi nãy thì mình cứ tưởng là taxi nó sẽ mắc hơn đi tàu, nhưng mà không phải, taxi nó còn rẻ hơn nữa. cho nên là thôi thì mình bắt taxi về luôn. Đây sẽ là cái nhà mà tôi sẽ ở trong vòng 3 ngày tới đây. Tôi nghĩ nó sẽ là một cái nhà bungalow nhỏ cho 4 người ở. Và đây là tôi có những cái món ăn bạn. Những cái món ăn barbecue để chuẩn bị cho bữa tối tới đây. Thì cái này nó hơi ít cho 4 người, cho nên là chắc là tôi sẽ kêu thêm 1-2 phần nữa để cho ăn cho nó thoải mái. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Khu Tuy ở là một khu cắm trại nằm trong rừng Amsterdam Sebos tại Amsterdam ở Hà Lan. Thì phong cảnh ở khu rừng này rất đẹp, với nhiều cây xanh, đầm nước, đồi cỏ và các địa điểm giải trí ngoài trời. Du khách có thể đi dạo bộ hoặc đi xe đạp xuyên qua cả khu rừng để tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp này. Thì bây giờ đang là 7 giờ tối và bọn mình cũng đã rất là đói rồi. Thì bây giờ bọn mình đang chuẩn bị đồ ăn để mà ăn tối. Thì trước khi mà đi á, thì Tuy đã đặt trước 2 phần barbecue. Nhưng mà thật ra nó cũng không có nhiều lắm. Đây. Một phần nó chỉ gói gọn trong như thế này, và người ta sẽ lấy thêm cả trái cây cũng như là rau để cho mình ăn kèm. Thì hồi nãy cho nên là Tuy đã mua thêm những cái sườn heo ướp sẵn như vậy. Ở gần đây thì cũng có cách cỡ một cây thôi, thì Tuy đã đi mua. Thì ở đây người ta sẽ cho sẵn một cái vỉ như vậy để cho mình nướng. Thì nó sẽ bao gồm hai cái chảo này, và mình sẽ nướng bằng cồn ở phía dưới. Còn người ta sẽ cho thêm những cái đồ ăn vặt và những cái đồ để giống như là salad để mà mình ăn kèm để cho đỡ ngán. Con vịt ăn hết rồi. Quăng vô ăn thỏ mà ăn vịt bay lại. Vịt tới là thỏ chạy. Hôm nay là Tuy và mọi người đang
đang trên một cái chiếc taxi để đi đến một cái vườn hoa lớn nhất không ta? Lớn nhất Hà Lan và ở đó lớn nhất thế giới luôn. Thì hôm nay là sẽ đi vườn hoa, nó mở từ sáng đến tối luôn, cho nên là hôm nay là vui một ngày sẽ đi đến nó. Nó sẽ có những cái hoa tulip nè và những cái điểm thu hút du lịch rất là nhiều. Đó là một xíu nữa tôi sẽ quay cho mọi người xem. Thì nó sẽ cách khách sạn của tôi khoảng 20 cây, cho nên là cái lúc mà tôi bắt thử tàu điện thì nó chỉ hơn nó chỉ rẻ hơn chỉ có một ơ thôi, cho nên là thôi đi taxi luôn cho nó lẹ. Mình vừa mới vào cái vườn hoa này thì cảm nhận đầu tiên là mình thấy ở trên map nó rất là to, chắc là khoảng mình thấy là chiều ngang với chiều rộng của nó bằng nhau, là khoảng chắc tầm 10 km đó. Xin đến chính lại chỗ này là cái diện tích nó chỉ là khoảng 32 hectare, có nghĩa là mỗi cạnh chỉ có khoảng 500 m thôi nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái map của nó mình xem thử để mình cho các bạn xem những cái bông hoa ở đây nha. Thì đây sẽ là cái bản đồ ở khu vực này, thì mình đang ở cái phía chỗ này. Thì một xíu nữa mình sẽ đi hình xoắn ốc từ từ vào, thì chắc là mình sẽ đi vào cái tòa nhà này trước xem nó có cái gì. Coconut Hope này là một vườn hoa nổi tiếng tại Hà Lan, nằm cách thành phố Amsterdam nơi mình ở khoảng 40 phút đi xe. Nên đây là điểm đến rất là lý tưởng cho ai yêu thích hoa và muốn tận hưởng về vẻ đẹp của những bông hoa tulip đầy màu sắc. Những bông hoa tulip này là biểu tượng của Hà Lan, và Coconut Hope là một trong những nơi tốt nhất để tận hưởng vẻ